Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn cùng với Làm Như Thế Nào. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn cách cài đặt để nhận mail Yahoo trên Gmail. Tức là toàn bộ mail gửi đến Yahoo sẽ được forward sang Gmail để các bạn không cần phải đăng nhập hai account nữa. Để làm việc này, trước tiên các bạn mở trình duyệt và đăng nhập tài khoản Yahoo. Sau đó các bạn vào phần mail, như ở đây tôi đã đăng nhập sẵn. Tiếp theo các bạn click vào bánh răng ở góc trên bên tay phải. Các bạn vào phần cài đặt. Một cửa sổ hiện ra, cửa sổ cài đặt hiện ra, các bạn nhấn vào phần tài khoản. Tiếp theo các bạn click vào phần sửa. Tại đây các bạn có thể thay đổi tên của bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chuyển tiếp thư đến một tài khoản email khác mà các bạn thường xuyên dùng hơn. Để làm việc này, các bạn đánh dấu vào ô chuyển tiếp. Sau đó các bạn điền địa chỉ email sẽ được chuyển tiếp vào đây. Ví dụ, tôi sẽ sử dụng Gmail để check. Sau khi điền địa chỉ xong, các bạn có các lựa chọn. Thứ nhất, lưu và chuyển tiếp, tức là một bản sẽ được lưu lại ở trên mail Yahoo này và một bản sẽ được chuyển tiếp đến email. Tùy chọn thứ hai là chỉ chuyển tiếp, tức là email đến sẽ được chuyển tiếp đến Gmail và trên mail Yahoo này sẽ không còn email đấy nữa. Tùy chọn thứ ba là lưu và chuyển tiếp và đánh dấu đã đọc, tức là email sẽ được lưu lại, một bản sẽ được chuyển tiếp đi, bản lưu lại ở trên mail Yahoo sẽ được đánh dấu là đã đọc. Ở đây tôi sẽ chọn lưu và chuyển tiếp, sau đó tôi nhấn lưu. Như vậy, các bạn chỉ việc kiểm tra bên Gmail để tìm mail xác nhận từ Yahoo. Tôi sẽ đăng nhập Gmail. Các bạn có thể thấy mail của Yahoo đã được gửi đến. Các bạn chỉ việc click vào nút xác nhận để xác nhận rằng Yahoo sẽ được phép gửi mail sang email Gmail này. Các bạn nhấn tiếp tục. Vậy là việc chuyển tiếp email từ Yahoo sang Gmail đã thành công. Ngoài ra, các bạn cũng với một số tài khoản email Yahoo cũ sử dụng tiếng Anh, các bạn có thể làm như sau. Tôi sẽ đăng xuất tài khoản tiếng Việt này. Tiếp theo các bạn vào phần mail. Tại đây, trên ô menu các bạn click vào mũi tên, chọn option, sau đó nhấn go. Tại phần mail option, bảng advanced option, các bạn chọn post and forwarding. Sau đó các bạn đánh dấu chọn forward Yahoo mail to another email address. Tiếp theo các bạn cũng gõ địa chỉ email mà sẽ nhận được mail forward từ Yahoo này. Bên này cũng có 3 lựa chọn như lúc nãy: chỉ chuyển tiếp mail sang bên Gmail và lưu một bản mẫu ở mail này, và lưu bản mẫu đồng thời đánh dấu là đã đọc, đồng thời chuyển tiếp một email sang bên email bên Gmail. Tôi sẽ chọn option thứ hai là lưu và chuyển tiếp. Sau đó các bạn nhấn save. Thông báo sẽ hiện ra rằng chúng ta sẽ có một email để verify ở bên Gmail. Các bạn chuyển sang Gmail. Để đồng ý với thay đổi thiết lập chúng ta vừa làm bên Yahoo, các bạn click vào link này để xác nhận. Như vậy, chúng ta đã có mail confirm của Yahoo về việc chuyển đổi mail, về việc chuyển tiếp mail từ Yahoo sang bên Gmail.